Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi học. Như vậy thì cô vừa cho bạn xem đoạn video thì đã nói như được cái những người lính Tây Tiến vốn xuất thân từ mảnh đất Hà Thành. Họ là những học sinh, sinh viên, đúng không? Khi nghe tiếng gọi của Tổ quốc, họ đã lên đường và đó là sự hình thành cái binh đoàn Tây Tiến. Thì cái hoàn cảnh ra đời bài Tây Tiến thì các bạn đã biết rồi, đúng không? Tây Tiến là một đơn vị thành lập năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới Việt Lào. Quang Dũng là đại đội trưởng trong binh đoàn Tây Tiến. Một thời gian sau thì binh đoàn giải thể thành lập ra trung đoàn 52. Một ngày ở phủ Lưu Chanh, Hà Đông, Hà Tây, nhớ về đơn vị cũ, ông đã viết nên bài thơ này. Bài thơ lúc đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, sau đổi tên thành Tây Tiến, in trong tập Mây Đổ Ô. Cái hoàn cảnh đó thì chúng mình phải nhớ cho cô nhé. Rồi, chào các bạn. Các bạn, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn phân tích sang khổ 2 của bài Tây Tiến. Thì trước khi đi vào phân tích thì chúng ta sẽ điểm lại qua một chút về phong cách nghệ thuật thơ của tác giả Quang Dũng. Bao giờ cũng vậy, khi chúng mình đi vào phân tích bất cứ một cái tác phẩm nào thì chúng mình đều phải nhớ cho cô về cái phong cách tác giả cũng như hoàn cảnh ra đời tác phẩm. Bạn đã biết rằng nhà thơ Xuân Diệu có nói: bạn đọc thơ muốn rằng thơ phải xuất phát từ thực tại, từ cuộc sống, nhưng thơ còn đi qua một tâm hồn, một trí tuệ. Và khi đi qua như vậy, tâm hồn trí tuệ phải in đậm dấu ấn lên đó cùng cái dấu ấn của mỗi cá nhân trong tác phẩm của mình. Mà càng cá thể, càng độc đáo và càng hay. Nhà thơ Quang Dũng từ trải nghiệm thực tế trong cuộc vạn lý trường chinh của dân tộc đã viết nên khúc Độc Hành Tây Tiến vang vọng cái âm hưởng bi tráng. Thế nhưng cái hay ở cái trang thơ này là cái sự thăng hoa của cảm hứng lãng mạn và cái bút pháp nghệ thuật tài hoa của nhà thơ khắc họa một cách ấn tượng về hình ảnh con người và thiên nhiên miền Tây thật mỹ lệ. Chất lãng mạn và tài hoa của phong cách Quang Dũng đã kết tinh thành những vần thơ rất là đẹp về cái đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc. Cái ở khổ 1 thì nói lên cái thiên nhiên của Tây Bắc vừa hùng vĩ, vừa dữ dội nhưng lại vừa thơ mộng một chữ tình. Sang đến đoạn thơ thứ hai này thì chúng ta thấy rõ hơn về cái vẻ đẹp thiên nhiên và con người miền Tây. Từ cái đoạn thơ với 8 câu: Doanh trại bừng lên hội đúc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Khi mà mình cảm nhận bất cứ một bài thơ nào thì chúng ta cũng phải nhớ thơ về bài đó. Có thể là bây giờ trong cái đề thi của các bạn ấy, người ta đã trích thơ cho các con rồi, nhưng mà các con cũng có thể nhớ để con có thể mở rộng khi mà con làm bài, đúng không? Hoặc là so sánh giữa tác phẩm này với tác phẩm khác và các thời kỳ khác nhau thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Cô nhớ rằng Gazatov đã từng nói rằng giống như một ngọn lửa thần bốc lên từ trong hoàn cảnh ấy, từ trong cảnh khô, tài năng thì bắt nguồn từ những cái tình cảm mạnh mẽ nhất của con người. Về cái đề tài người lính, những chiến binh can trường gan góc đã từng bước đi trong những cái cuộc kháng chiến trường chinh của dân tộc. Có những nhà thơ đã viết về người lính, như bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, cũng viết về hình tượng người lính những năm kháng chiến chống Pháp. Năm 48 là những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, bởi vì như mình đã biết, năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, đúng không? Nhưng với luận điệu xảo trá thì Pháp vẫn quay trở lại xâm chiếm Việt Nam. Và năm 48 là những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng khó khăn, vô cùng gian khổ. Đó. Và chúng ta đã bắt gặp với những hình ảnh những người lính vệ quốc đầy chân thực, chất phát bước ra từ những vùng quê nông thôn đã mang đến những vần thơ thực hơn cả hiện thực. Hay là các anh hùng tay hạ súng trường rồi khẽ vuốt mồ hôi và máu trong bài Nhớ Máu của tác giả Trần Mai Ninh. Một cái biểu tượng đẹp cho thi ca cách mạng đó là hình tượng những người lính. Đến với tác giả Quang Dũng thì hình tượng ấy một lần nữa xuất hiện và ngân vang trong lòng bạn đọc. Đó. Và ta biết cái trong cái nền thơ hiện đại Việt Nam thì Quang Dũng là một gương mặt tiêu biểu. Quê hương ông là quê xứ Đoài Mây Trắng với bầu trời lồng lộng nắng gió đã trao tặng cho cái người con của mình chất hồn lãng mạn.
lãng du và phiêu bồng. Lớn lên ở Hà Nội, Quang Dũng được đất Kinh Kỳ trao tặng chất hồn, hào hoa, và khi trưởng thành thì Quang Dũng là người trai thời loạn, đã dấn thân sẵn sàng cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, và trong ông đã tự hình thành chất hồn hào hùng. Đấy. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài. Ông không chỉ viết văn, làm thơ mà còn vẽ tranh soạn nhạc. Quang Dũng đã sáng tác thơ chủ yếu bằng cái sự kết hợp hài hòa giữa cái bút pháp hiện thực và bút pháp lãng mạn. Như vậy mình nhớ cho cô nhé. Tác giả Quang Dũng là vừa một nhà thơ, chiến sĩ, thi sĩ, đúng không ạ? Đấy. Trong đời thơ của Quang Dũng thì bài thơ Tây Tiến là một thi phẩm nổi tiếng. Nhớ lại cho cô này, Tây Tiến được in trong tập Mây Đổ Ô. Bài thơ viết về binh đoàn Tây Tiến, một đơn vị quân đội được thành lập năm 1947. Và Quang Dũng là đại đội trưởng trong binh đoàn đó. Sau một thời gian thì Quang Dũng chuyển đơn vị khác. Tại Phù Lưu Chanh thì nhớ về đơn vị cũ, ông đã viết nên bài thơ này. Đấy. Và chúng mình nhớ cho cô cái bài thơ này ạ, đã kết tinh cái tài năng nghệ thuật của Quang Dũng trên nhiều phương diện. Tràng thơ của Quang Dũng đã mở ra một cuộc hành binh của đoàn quân Tây Tiến trên miền Tây với cái địa hình ấy, vô cùng hoang vu, vô cùng hiểm trở và dữ dội. Thiên nhiên thì khắc nghiệt, chất chứa đầy hiểm họa. Và trong cuộc hành binh dữ dội đó, đoàn quân Tây Tiến đã mệt mỏi, rã rời và không ít người đã ngã xuống. Tuy nhiên, trên con đường chiến tranh xa xôi vô tận ấy, binh đoàn Tây Tiến cũng có những chặng đường dừng chân, nghỉ ngơi. Và có những đêm liên hoan văn nghệ. Trong cái đoạn thơ thứ hai này là đoạn thơ hay nhất, mang tính lãng mạn nhất trong toàn bài. Đó là đêm liên hoan văn nghệ và nhớ về thiên nhiên Tây Bắc đầy thơ mộng và trữ tình. Ở đây, đó là nhớ về những kỷ niệm. Có những khoảnh khắc bình yên, người lính đã hòa mình vào với khung cảnh sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thắm tình quân dân, cá, nước. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa. Ở đây chúng ta chú ý cho câu chữ bừng. Bừng ấy ạ, là bừng sáng, đúng không? Mà còn có ý nghĩa là gì ạ? Không khí tưng bừng nữa, đúng không? Chữ bừng nó vừa diễn tả không khí tưng bừng, sôi nổi của đêm văn nghệ. Nó vừa tỏa sáng không gian xua đi màn đêm tối. Ở đây các bạn chú ý, nghệ thuật là sự mô phỏng tự nhiên. Từng khung cảnh, từng âm thanh, cảnh vật đã được thi nhân góp nhặt mà chạm khắc nên những vần thơ sắc lạnh. Và qua đôi mắt của Quang Dũng thì đồng bào miền Tây đã dựng sân khấu sinh hoạt văn nghệ rất là rực rỡ, rất là náo nhiệt ngay trong doanh trại của binh đoàn Tây Tiến. Và sự kiện này vốn chẳng có gì đáng nói và tưởng như cũng chẳng có chất thơ. Thế nhưng trong thơ trữ tình, đằng sau mỗi cảnh tượng, mỗi sự kiện thì bao giờ cũng có một ánh mắt, một cái nhìn, một cái nỗi niềm cảm xúc thấm đẫm chất thơ của chủ thể trữ tình. Và đây con thấy này, cái khung cảnh sinh hoạt văn nghệ nó đã trở thành thơ khi nó hiện lên trong cái nhìn, trong cảm nhận của người lính hào hoa và lãng mạn. Còn biết là những người lính Tây Tiến, trong đó Quang Dũng, vốn ra đi từ mảnh đất Hà Thành, tâm hồn họ lãng mạn và hào hoa. Như vậy, có thể thấy này, đi qua cái xúc động đa cảm, đa tình, cái đêm sinh hoạt văn nghệ đã hóa thành đêm hội hoa đăng và những bó đuốc cháy sáng đã hóa thành những đóa hoa lửa rực rỡ và lung linh. Đuốc hoa chỉ ngọn đuốc thắp sáng trong đêm văn nghệ. Đó, vậy thì ở đây có thể thấy cái đêm liên hoan văn nghệ qua cái nhìn trẻ trung tinh nghịch yêu đời của người lính. Và đã hát ca thì biểu hiện cái điều gì nhỉ? Cả lớp đã nói lên cái những đêm liên hoan văn nghệ, những cái lời ca tiếng hát thì nó nói lên cái bản tính con người ở đây như thế nào? Ai biết ạ? Rồi cảm ơn các bạn. Các con trả lời cho cô. Nếu như mà nói rằng những cái đêm liên hoan văn nghệ ấy ấm áp tình quân dân, lời ca, tiếng hát là thể hiện điều gì của những người lính nhỉ? Lời ca, tiếng hát thể hiện điều gì của người lính Tây Tiến? Các bạn trả lời cho cô. À, Bùi Đăng Nhân, cảm ơn con. Chính xác, thể hiện cái tinh thần lạc quan của người lính Tây Tiến. Chính xác rồi, khi mà nói về những đêm liên hoan văn nghệ thì chắc chắn mà ta nghĩ ngay đến cụm từ đó là gì ạ? Sự lạc quan. Rồi, cô cảm ơn Bùi Đăng Nhân nhá. Rồi, chúng mình
Ở đây con thấy trên cái nền sân khấu có ánh sáng màu rực rỡ lung linh đó, thì người diễn viên đã hiện lên với vẻ đẹp tuyệt vời. Đó là những cô gái Thái với dáng điệu e ấp, tình tứ trong bộ xiêm áo uốn lượn, là nhân vật trung tâm, là linh hồn của đêm liên hoan văn nghệ. Kìa em xiêm áo từ bao giờ? Cái từ kìa em nó bộc lộ sự trầm trồ thích thú trước một cô gái xứ lạ phương xa. Nhớ cho cô này, cái từ kìa đấy là trạng từ nhá. Trạng từ kìa đứng ở đầu câu thơ đã diễn tả cái trạng thái cảm xúc ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ, đột ngột của người thiếu nữ miền Tây. Và có thể đây là người diễn viên trên sân khấu. Và chúng ta chú ý cho cô chữ tự. Tự bao giờ? Đấy. Chữ tự được sử dụng ở đây làm cho câu thơ có ngữ điệu như một câu hỏi. Người lính là khán giả đang tự hỏi mình về sự thay đổi của em. Giờ đây em đã là diễn viên mặc trên mình cái xiêm áo lộng lẫy, đứng dưới ánh sáng màu, ở sắc màu huyền ảo và trở thành một vẻ đẹp kiều diễm. Tiếng thơ của Quang Dũng là tiếng lòng của người lính thốt lên cái niềm ngây ngất say đắm choáng ngợp trước vẻ đẹp của em, người diễn viên. Kìa em xiêm áo tự bao giờ? Bộc lộ cái gì ạ? Sự trầm trồ thích thú trước vẻ đẹp của cô gái xứ lạ phương xa. Và vẻ đẹp ấy như đang hút hồn những chàng lính trẻ. Đó, kìa em xiêm áo tự bao giờ? Đó là cô gái dân tộc dịu dàng, duyên dáng, e ấp. Trong trang phục dân tộc xiêm áo, trong vũ điệu dân tộc man điệu, cái vẻ đẹp của em đã thu hút sự chú ý của các chàng trai Tây Tiến. Rồi, các bạn trả lời rất là đúng. Cảm ơn các bạn. Nguyễn Thị Lương. Rồi, chào các bạn nhé. Hai chữ kìa em biểu lộ sự ngỡ ngàng đến ngạc nhiên của chàng trai Tây Tiến trước vẻ đẹp của cô gái nơi miền xứ lạ, phương xa trong bộ xiêm áo lộng lẫy. Âm thanh của tiếng khèn, của cảnh vật và tình quân dân ấm áp đã thăng hoa cảm xúc của người nghệ sĩ nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ. Ở đây thì chúng mình có thể đan xen trong quá trình phân tích ấy, thì mình có thể đan xen kiến thức lý luận vào cho cô. Bessie đã từng bộc bạch rằng thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật. Vậy thì rõ ràng ở đây phải có cái những đêm liên hoan văn nghệ ấm áp tình quân dân thì mạch thơ, ngòi bút thơ của Quang Dũng mới viết nên những vần thơ hay đến vậy. Bởi vì người nghệ sĩ đến với thơ như hòa mình vào thế giới của cái đẹp, như được trải lòng mình với những ngân vang của cuộc sống. Và trên sân khấu liên hoan văn nghệ ấy, tiết mục nghệ thuật bắt đầu với tiếng khèn réo rắt, tha thiết, trầm bổng, ngân vang trong không gian. Và chúng ta chú ý cho cô hình ảnh khèn lên man điệu, là âm thanh, là giai điệu âm nhạc đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Hòa vào với giai điệu âm nhạc đó là vũ điệu của người diễn viên. E ấp biểu hiện sự kín đáo, dịu dàng của cô gái. Như vậy ở đây chúng ta chú ý từ e ấp ấy, được sử dụng ở đây rất là tinh tế. Dáng vẻ và dáng điệu của người vũ nữ vừa kín đáo, dịu dàng, vừa tình tứ, gợi cảm. Nếu như khi mới xuất hiện thì người diễn viên gọi là em, thì ở đây gọi là gì ạ? Đây là từ em chuyển thành gì ạ? Nàng. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Từ e ấp được sử dụng gợi rất là tinh tế. Khi xuất hiện thì người diễn viên ấy được gọi là em, nhưng mà đến khi biểu diễn lại được người lính gọi là nàng. Có thể thấy nàng là nhã ngữ, là uyển ngữ, thậm chí có cả sắc thái kính ngữ để biểu đạt cái niềm ngưỡng mộ, tôn vinh cái đẹp, kiều diễm của người lính, lãng mạn và hào hoa. Đến đây, cái đẹp ở con người miền Tây như đã hớp hồn những người lính. Cái đẹp của âm nhạc, của vũ điệu, đó sẽ theo mãi người lính trong suốt cuộc hành trình. Để đến một nơi xa xôi như Viên Chăn sẽ thăng hoa thành cảm hứng là thơ, là nhạc đầy lãng mạn. Như vậy có thể thấy này, đọc cái đoạn thơ trên, nhà thơ Xuân Diệu đã nói rằng nó như ngậm nhạc trong miệng, như thấy những mảng màu, nhiều hình ảnh gây ấn tượng đậm nét. Tất cả đã thể hiện qua cái hình ảnh con người miền Tây với cái vẻ đẹp kiều diễm, mỹ lệ như một người nghệ sĩ giữa sân khấu náo nhiệt của đêm liên hoan văn nghệ. Từ đó, Quang Dũng đã mang đến cho người đọc những vang động, những xung cảm sâu sắc về con người miền Tây. Đó. Và một cái
Chúng ta khi mà học ở cái đoạn thứ nhất, con thấy miền Tây trong con mắt của nhà thơ Quang Dũng ấy là những cái đẹp hiện hữu ở con người và hiện hữu ở cả thiên nhiên nữa. Đọc cái trang thơ Tây Tiến, ta bắt gặp những khung cảnh thiên nhiên khác nhau, được miêu tả bằng bút pháp khác nhau. Ở cái khổ thơ thứ nhất ấy thì chúng ta thấy thiên nhiên miền Tây được Quang Dũng tả thực với hình ảnh hoang vu, hiểm trở, dữ dội. Dốc lên khúc khừ, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai phao nương mưa xa khơi. Cái địa hình miền Tây có dốc trồng dốc, rồi đèo tiếp đèo. Địa hình miền Tây còn tạo lập hai chiều tương phản, xuống, cao, sâu và mở ra với màn mưa răng mắc khắp đất trời. Nhà ai pha luông mưa xa khơi. Đó. Như vậy thiên nhiên miền Tây còn là cảnh núi cao, thác dữ, rừng sâu, âm u và chất chứa đầy hiểm họa. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch, cọp trêu người. Nhưng mà ở đây, trong cái đoạn thơ thứ hai này, thì thiên nhiên lại được tác giả Quang Dũng gợi tả với cái những ấn tượng của cảm giác về phương xa, xứ lạ. Cái chặng dừng chân nghỉ ngơi đã kết thúc. Người lính đã để lại phía sau cái sân khấu rực rỡ lung linh, cái người diễn viên kiều diễm ấy để tiếp tục bước vào hành trình chiến tranh. Và gợi nhớ nên trong tâm trạng của người lính đó là một buổi chiều chia tay trong một buổi chiều sương. Và trong cái nhìn của tác giả Quang Dũng, đó là thiên nhiên Tây Bắc đầy thơ mộng và trữ tình. Người đi trong mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Như vậy, đêm liên hoan văn nghệ đem đến cho người đọc không khí say mê, ngây ngất, thì cảnh sông nước Tây Bắc lại gợi cảm giác mênh mang và huyền ảo. Ở đây có thể thấy người lính Tây Tiến chia xa, trầu mộc vào một buổi chiều sương bảng lảng huyền hồ, như thực mà như hư. Họ đã tự hỏi lòng mình như để gợi nhắc những kỷ niệm không thể nào quên về trong mộng. Thiên nhiên giờ đây là chiều sương, một thời gian không cụ thể, chiều sương ấy. Rồi, điệp ngữ được nhắc đi, nhắc lại. Đó, thiên nhiên ở đây là chiều sương, là hồn lau, được gợi tả đậm cái sắc màu cổ tích huyền thoại. Có thể hiểu hồn lau. Hồn lau ấy, hồn lau là cái hồn thiên nhiên tạo vật miền Tây. Thế nhưng có thể hiểu hồn lau theo nghĩa cảnh vật đượm cái vẻ thiêng liêng. Nhà thơ không chỉ gợi cảnh vật hiện lên thơ mộng, không gian một chiều sương mờ ảo, bông hoa lau như có hồn phảng phất trong gió, bến bờ thì tĩnh lặng hoang dại, có chút heo hút. Nhưng mà chúng ta nhớ cho cô ấy là cái bài này với cái thi đề là Tây Tiến. Không chỉ cho ta hình dung về một đơn vị quân đội, hình dung về một con đường chiến tranh của một đoàn quân, mà còn hình dung về hành trình đi về phía Tây, phía mặt trời lặn. Tố Hữu đã từng nói, thơ chỉ bật ra trong tim khi cuộc sống đã tràn đầy. Từng câu thơ như chứa đựng bao cảm xúc của người chiến sĩ. Ở đây, vừa là người chiến sĩ, vừa là người thi sĩ. Họ vui thì thơ cũng vui theo, mà họ buồn thì thơ cũng buồn theo họ. Mỗi con chữ ngả trên trang giấy là tiếng lòng mà nhà thơ đang khao khát tuôn trào ra để thỏa mãn suy tâm can của họ, những cái suy nghĩ trong tâm can của họ. Đấy. Vậy ở đây trong cái tiếng lòng thơ ấy, thì ta thấy rằng quả đúng là như vậy. Binh đoàn Tây Tiến đã mệt mỏi rã rời, đã gục ngã về hình ảnh không ít người lính còn nằm lại nơi chiến trường. Giờ đây chỉ còn là những nấm mồ hoang lạnh. Quang Dũng đã thật tài tình tinh tế khi đưa hình ảnh hồn lau có thể hiểu là cái gì ạ? Hồn tử sĩ đang nương náu nơi lau lách cuối nẻo con đường chiến tranh. Khung cảnh miền Tây còn có vẻ đẹp hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Người lính khi chia xa cũng tự nhủ có nhớ để tự gợi nhắc về những kỷ niệm đẹp này. Có thấy, có nhớ như luyến láy trong dòng kỷ niệm, trong ký ức không thể chia xa. Hình ảnh dáng người trên độc mộc, phải chăng đó chính là những người chiến sĩ qua sông, hay là những cô gái chở thuyền đưa những người chiến sĩ vượt thác qua sông? Như vậy cái hình ảnh dáng người trên độc mộc ấy, độc mộc tức là một con thuyền độc mộc, đúng không?
Đấy. Vậy đây con thể thấy cái hình ảnh dáng người trên độc mộc giữa dòng nước lũ ấy, mang vẻ đẹp vừa khỏe khoắn, vững chãi, can trường, duyên dáng, mềm mại, uyển chuyển. Và hình ảnh con người hòa nhập vào khung cảnh thiên nhiên, trôi dòng nước lũ, hoa đong đưa. Tại sao không nói là đông đưa mà lại nói là đong đưa? Con hiểu ở đây đấy. Nếu như chỉ hiểu là đu đưa thì nó diễn tả cái chuyển động đu đưa, nhịp bóng đu đưa, nhưng đây đong đưa. Con có nhận xét gì về trong cách sử sử dụng từ này ạ? Tại sao lại là đong đưa nhỉ? Con có nhận xét gì trong cách sử dụng từ của tác giả? Tại sao lại trôi dòng nước lũ hoa đong đưa? Vì sao vậy ạ? Trà Hoa Nữ thích nhất bài thơ này, cảm ơn con. À, bởi vì bài thơ này là cái bài thơ mà cũng đã thi rồi nhưng mà cũng rất là hay. Và năm nay thì khả năng cao thì chúng mình sẽ đọc kỹ học chương trình nội dung học kỳ 1 nhé. À, Đặng Mai Hương trả lời cho cô, tình tứ duyên dáng hơn. Đúng rồi, cái từ đong đưa nó như có tình có ý trong đó vậy. Chứ người ta thường nói là đu đưa chỉ sự chuyển động thôi, đúng không? Còn đong đưa nó như có tình có ý trong đó vậy. Câu thơ đã tạo nên cái vẻ đẹp đối cực của thiên nhiên. Nó vừa dữ dội, vừa hùng vĩ, vừa mỏng manh, thơ mộng. Tất cả sẽ còn mãi trong tâm hồn người lính và cũng sẽ trở thành chất thơ, cảm hứng thơ ca của họ. Nhớ ở đây, trong hình ảnh thơ, bông hoa rừng không đung đưa mà là gì ạ? Không đung đưa mà là đong đưa. Như làm duyên với cảnh, với người trên dòng nước lũ. Mặc dù là nước lũ, đúng không? Nhưng như có tình, có ý trong đó vậy. Như vậy có thể thấy, với cái ngôn ngữ tinh tế, góc cạnh, với những cảm xúc tận sâu trong tim người nghệ sĩ Quang Dũng, hình ảnh con người và thiên nhiên miền Tây đã hiện lên thật là sinh động. Từng câu thơ đi sâu vào lòng người đọc như một thứ quả trái mùa lạ lẫm đã gieo vào tâm hồn con người những cảm xúc thật là khó quên. Tại sao nói bài thơ này là một thứ quả trái mùa lạ lẫm? Con biết là những cái ngày tháng kháng chiến chống Mỹ vô cùng cam go, vô cùng khốc liệt đó, thì ra đi chỉ có chiến đấu và chiến thắng thôi. Cấm ủy mị, cấm yêu đương. Đó, trong cái từng lời thơ là như vậy. Chất chứa trong đó đó là cái cảm hứng ngọt ngào của những chàng lính trẻ, nhưng mà ở đó thì không được nói về chết chóc, không được nói về sự hy sinh, không được nói về khó khăn. Nhưng ở đây tác giả Quang Dũng ấy đã nói đúng, nói trúng cái tâm trạng của những chàng tranh thanh niên vốn ra đi từ mảnh đất Hà Thành. Cho nên là cái tâm hồn họ lãng mạn và hào hoa với những cái hình ảnh đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơ, nói rất đúng, rất trúng đấy ạ. Về sau này bài thơ được trả lại giá trị của nó chứ không bị ngăn cấm. Bởi vì làm sao ạ? Quang Dũng không hề né tránh cái hiện thực đau khổ. Quang Dũng đã dám nhìn thẳng vào cái hiện thực ấy. Và có thể nói từng câu thơ đã đi sâu vào lòng người đọc như một thứ quả trái mùa lạ lẫm đã gieo vào tâm hồn con người những cảm xúc thật là khó quên. Ở đây, ta có thấy xuất hiện bóng dáng con người trên dòng sông là hình ảnh một cô gái duyên dáng uyển chuyển khéo léo trên chiếc thuyền độc mộc giữa dòng nước lũ. Hình ảnh đó đã tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn cho bức tranh thơ mộng của núi rừng Tây Bắc. Rồi Khánh, ôi nhiều bạn thích bài này hả? Rồi, cố gắng nha. Và cái này, nghệ thuật láy vắt dòng, lấy âm vắt dòng, câu thơ đã trở nên mềm mại, uyển chuyển và như níu kéo nhau. Bằng cái bút pháp lãng mạn, tác giả Quang Dũng đã vẽ ra bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng, duyên dáng, mỹ lệ của núi rừng Tây Bắc. Thiên nhiên và con người như hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh thật là hữu tình. Như vậy có thể thấy này, từ cái cảm nhận vẻ đẹp về hình ảnh con người và thiên nhiên miền Tây, chúng ta đã nắm bắt được cái chất lãng mạn tài hoa của phong cách thơ Quang Dũng. Trước hết, cái chất lãng mạn tài hoa đã được thể hiện trong cái điệu hồn thơ của Quang Dũng. Đấy. Trong những cái lời thơ của ông. Ở đây, nhà thơ đã diễn tả cái niềm xúc động mãnh liệt trước cái đẹp khác lạ của con người và thiên nhiên miền Tây,
nó đã thăng hoa thành cảm xúc bay bổng, ngây ngất, say đắm trong tâm hồn những người lính trẻ. Tất nhiên nhà thơ đã nhập vai vào nhân vật trữ tình để bộc lộ cái chất hồn đa cảm, đa tình của một người nghệ sĩ lãng mạn và tài hoa. Đến với tràng thơ Tây Tiến thì người đọc còn nắm bắt được cái chất lãng mạn tài hoa trong bút pháp nghệ thuật của tác giả Quang Dũng. Ở đây nhà thơ đã khắc họa cái hình ảnh theo cái lối mỹ lệ hóa, tức là sao nhỉ? Từ cái hiện thực ấy nhưng mà làm cho cái hình ảnh thơ mỹ lệ hóa và thật đẹp. Đã khoa trương, đã phóng đại và sử dụng ngôn ngữ thơ giàu tính biểu cảm, tính tạo hình, nhạc điệu để tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí người đọc về một cái hình ảnh, về một mảnh đất nơi đã từng in dấu chân của những người lính. Và với cái điệu hồn và bút pháp nghệ thuật lãng mạn, tài hoa, nhà thơ Quang Dũng đã vẽ ra một bức tranh thơ tuyệt đẹp, cất lên cái giai điệu âm nhạc đặc sắc về con người và thiên nhiên miền Tây. Và tràng thơ của ông sẽ còn mãi với thời gian và còn mãi trong trí nhớ của người đọc bởi những điều tuyệt vời đó. Như vậy, chúng ta, cô vừa hướng dẫn các con về cái đoạn 1, cái đoạn 2 của bài thơ Tây Tiến. Và cái đoạn 2 thể hiện cái tình quân dân, rồi thể hiện cái cảnh sông nước Tây Bắc trong một buổi chiều chia tay, trong một buổi chiều sương thật đẹp. Với bút pháp nghệ thuật và cảm hứng lãng mạn, ngôn ngữ thì giàu chất nhạc, chất họa, cách sử dụng ngôn từ sáng tạo, tài hoa, nhà thơ Quang Dũng đã dẫn dắt người đọc bước vào thế giới của cái đẹp, của cõi mơ, của những giây phút bình yên, thư thái trong tâm hồn. Bốn câu thơ đầu như nhạc điệu cất lên từ tâm hồn đang ngây ngất, say mê. Và trong bốn câu thơ sau thì chất hội họa được thể hiện đậm nét khi nó không chỉ vẽ lên cái bức tranh thiên nhiên đẹp, gợi cảm mà còn được gợi được cả cái hồn của bức tranh, của cảnh vật. Đó. Như vậy ở trong khổ thứ hai này thì chúng mình sẽ chú ý cho cô chủ yếu ở trong khổ hai là bút pháp lãng mạn và tài hoa của nhà thơ Quang Dũng. Đó. Thể hiện gắn kết tình quân dân, cảnh sông nước miền Tây đã được nhìn qua lăng kính của một người chiến sĩ, thi sĩ Quang Dũng. Đó. Nhá. Như vậy thì chúng mình vừa nghe cô phân tích cái khổ hai của bài Tây Tiến. Buổi sau thì cô sẽ phân tích cho các bạn khổ 3 và 4. Các bạn biết là trong cái dạng đề thi của chúng mình ý, thì có thể là người ta sẽ ra cái dạng hai đoạn trong một tác phẩm. Nếu như vậy thì con có thể thấy này, ở khổ 1 ấy, sốc lên khúc khựu, sốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Thì họ có thể lấy bốn câu đó, bốn câu ở khổ 1 và họ yêu cầu con liên hệ với bốn câu ở khổ cuối. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi, ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi. Bây giờ các bạn, bài tập về nhà của chúng ta sẽ là hãy so sánh để chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa cái từ thăm thẳm ở khổ thứ nhất và từ thăm thẳm ở khổ cuối cùng nhé. Buổi sau thì cô sẽ hướng dẫn các con ở khổ thứ 3 và khổ thứ 4 nhá. Rồi từ đó chúng ta thực ra là trong quá trình học ấy. Đúng rồi con ạ, khổ 2 khó. Nhưng mà bởi vì khổ 2 thì con biết không, những cái lời thơ của ông quá hay và những cái hình ảnh, cái nghệ thuật ấy để mà mình phát triển ra nó ít hơn. Khổ thứ nhất thì dễ bởi vì cái hình ảnh thiên nhiên nó hiện ra trên câu chữ, ví dụ dốc lên khúc khựu, dốc thăm thẳm chẳng hạn, thì con sẽ phân tích dốc núi dốc, đèo tiếp đèo, con dốc này chưa qua con dốc khác đang chực chờ trước mắt, ví dụ thế, tức là con hiểu ra được cái ngôn từ ấy, hiểu không? Hay là cái khổ 3 thì càng dễ hơn về chân dung, bức chân dung về người lính Tây Tiến cũng dễ. Khó khổ 2, đúng rồi con phát hiện đúng đấy ạ. Nhưng mà cái khổ 2 này thì cô cũng vừa giải cho con rồi đấy, đúng không? Nhưng mà ở trong đề thi có thể họ sẽ yêu cầu mình là như cái bài tập mà cô vừa cho các con, bốn câu của khổ thứ nhất và liên hệ với bốn câu ở khổ cuối cùng. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn thử suy nghĩ xem cho cô xem là vậy cái từ thăm thẳm ở khổ thứ nhất và từ thăm thẳm ở khổ cuối cùng ấy ạ, nó giống nhau khác nhau chỗ nào. Cái bài tập này thì hoàn toàn chưa có nhá.
Nên là không cần thiết phải mất thời gian tra mạng đâu ạ. Mình sẽ bằng cái đầu của mình để mình suy nghĩ và chỉ cho cô điểm giống nhau và khác nhau nhá. Buổi sau thì cô sẽ kiểm tra các bạn, đúng không ạ? Thế nhá, chúng mình nghỉ nhá. Có ai cần hỏi gì cái khổ 2 này không ạ? À, ở tuần sau cô dạy khổ 3 Trần Phúc nha. Thứ tư, lớp của cô là thứ tư, cô dạy thứ tư. Các bạn học thứ tư. Rồi. Cô sợ là các con học, các con thấy dài quá môn văn nghe nó chán thì sao? Hả? À, mấy nhận định hả con? À, cái nhận định để con tăng thêm kiến thức lý luận đúng không? Ok con. Rồi, Nhi Lê. Học khỏe thế cơ à? 2 tiếng nữa cơ á? Khỏe thế ạ? À? Bây giờ sau đây thì các con vào học môn sử đúng không? Cô Hương sử sẽ dạy cho các con đấy ạ. Hẹn gặp lại nhé. Bye.